Dạ vâng, mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Công Cốc Audio chúng em. Vâng, trên tay em đây đang là đơn hàng của anh Nguyễn Văn Ninh. Đấy, anh ở Đồng Nai và anh ấy đã đặt hàng đôi BMW 2000C bên em. Đấy, giá là 3,2 triệu và anh ấy đã cọc 500 nghìn rồi. Đấy, và hiện tại thì anh ấy còn khi anh ấy nhận hàng và kiểm tra hàng thì còn gửi bên em giá là 2,7 triệu nữa. Đấy, giá là 2,7 triệu nữa. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Ninh rất là nhiều đã quan tâm, sau một thời gian quan tâm suy xét và đã ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Dù là bây giờ cũng có rất là nhiều shop bán những dòng âm thanh, những bộ karaoke. Đấy. Nhưng anh Ninh đã chọn đặt niềm tin vào Cốc Cốc Audio chúng em. Như các bác có thể thấy là hiện tại bây giờ là đôi BMW ở đây em đang chuẩn bị test cho anh Ninh đây. Thì em đang đánh bằng chiếc X7 DAC Aquatic. X7 DAC Aquatic. Và hàng này là hàng vang liền công suất tích hợp giải mã. Đó, hàng nhập khẩu nguyên chiếc 4 cửa ra. Mỗi một cửa ra maximum là 1000W các bác nhá. Quá là hay luôn. Với đôi loa này, đôi loa BMW này thì được thiết kế 4 chép và một bát 30. Một bát 30 4 chép và các bác có thể thấy là những dòng loa của BMW này thì những cái sự thiết kế từ những chiếc chép của nó đây. Các bác nhìn này. Chép này thì hướng thẳng, chép này thì hướng ngang qua chết qua 40 độ. Cho nên là khi mà cất tiếng nhạc lên thì chúng ta nghe cái tiếng nhạc nó rất là phê luôn các bác nhé. Chúng ta nghe cái tiếng nhạc của nó đó. Nghe cái tiếng nhạc của nó, cảm giác là nó rất là đầy âm. Đấy, nó rất là đầy âm. Và nếu mà bác nào mà trong vòng 30m² trở xuống thì những dòng BMW này chỉ cần một đôi thôi đã gọi là đã đủ để cho chúng ta feel rồi. Hiện tại bây giờ thì em đang test cho anh Ninh nhé. Bây giờ em sẽ kẹp điện thoại lên và em sẽ mở nhạc lên để quý vị và các bác có thể cảm nhận và nghe được cái chất âm nó chân thực nhất từ đôi BMW 2000C này. Đấy. Bây giờ em sẽ lấy điện thoại em sẽ mở lên nhé. Vì hiện tại bây giờ là em đang đánh qua Bluetooth các bạn nhé, em đang đánh qua Bluetooth đây. Đây em mở này. Thank you.
Audio chúng em. Đấy. Đây là đô la em test cho bác Ninh nhé. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.